anh yêu điện thoại hơn em. Ê, cái này em cũng bị nha. Cái này thì dễ bị trách. Bạn trai của ai yêu điện thoại hơn mình đâu? Oh, Pinky. Mọi người ở đây chắc cũng phải ít nhất là một lần bị cái vấn đề đó. Người ta thường gọi là công nghệ giết chết tình yêu của hai đứa mình. Là em thì có cái bạn trai đó là một người quản lý rất là nhiều người, quản lý rất là nhiều việc. Nên em hiểu là công việc anh đó đòi hỏi anh đó là phải giải quyết cho những người khác rất là nhiều. Nên thường là hay phải lên máy tính, lên điện thoại. Có một lần thì em với người đó đang đi ăn. Thì em có một cái chuyện gia đình. Nhắc tới rồi không tức mà muốn khóc luôn. Em cứ kể đi. Em có một cái chuyện gia đình. Ok. Giờ không biết cười hay cái cười đi. Hít thở nè, hít thở. Ôi vậy hả? Thì em ngước lên thì em thấy là anh đó đang cầm điện thoại. Thì em chợt cảm thấy là em không muốn nói nữa. Thì có thể là tại lúc đó là một cái chuyện đó là một cái chuyện quan trọng em muốn chia sẻ với anh đó. Nên em cảm giác rất là tổn thương. Anh cũng không nhìn mặt mình. Thật sự là lúc đó em ngước lên em có khóc ngay lúc đó nhưng anh cũng không hề thấy. Đến khi sau đó anh bỏ điện thoại xuống rồi thì em đã hết khóc rồi. Thì em có cái mặt rất là giận. Thì anh hỏi em là làm gì mặt chùa ụ vậy? Anh đã đâu có thấy là em đã khóc nên anh cũng đâu có biết là cái chuyện em vừa rồi định kể là nó như thế nào đâu. Thì đó là một trong những cái mà em cảm thấy là rất là khó chấp nhận. Một cái sự vô tâm mà rất là khó chấp nhận. Nếu như mà bạn trai bận công việc gì đó phải trả lời điện thoại giải quyết cho một ai thì chắc chắn là người ta sẽ gọi cho anh, yêu cầu anh giải quyết liền. Còn nếu như người ta nhắn tin cho anh, tức là người ta vẫn có thể chờ đợi anh 5 phút, 10 phút anh giải quyết việc riêng của anh, rồi khi anh online anh sẽ trả lời người đó. Anh không thể nào mà có thói quen là cứ cầm điện thoại quên mất cái sự hiện diện của người bên cạnh mình. Đáng để suy ngẫm. Căng đó. Các anh trai. Mấy bạn trai sao? Em cũng hay bị nhưng mà không phải là cầm điện thoại công việc, em hay chơi game ấy. Tin nhắn tới anh thấy tin nhắn cái. Anh chị ơi có ngày. Có ngày gì? Chị ơi là phải nói thế hoài đó. Đúng không? Tự nhiên đang chơi game này thì tin nhắn tới thì em đọc được tin nhắn rồi xong rồi cũng không gì quan trọng cái em lướt lên. Xong rồi à, em không trả lời tin nhắn rồi. Đó, lúc mà đang cao trào cái gọi điện thoại tới em bấm tắt. Thế là bị giận nhưng mà thực ra làm chơi game. Nhưng mà khi mà không, nhưng mà đó là khi mà hai người ở không ở cạnh nhau, còn tình huống mà hai người ở cạnh nhau kìa thì sao? Ở cạnh nhau thì em không cầm điện thoại. Anh trai chắc là không bị cái đó rồi. Bản thân Bimax thì Bimax không có chơi game trên điện thoại, cho nên là khi chơi với bạn gái thì cũng không bao giờ để cái điện thoại nó làm cho hai đứa phải. Tại vì khi mà hai bên ở bên nhau là thời gian rất là quý. Đúng rồi. Rất là nhiều thứ để chia sẻ. Cái điện thoại thì nhiều khi cả ngày mình làm việc với cái điện thoại rồi. Thời gian riêng Bimax thôi, Bimax là như vậy. Người sến như Bimax sâu sắc quá hả? Mấy người sến là sâu sắc lắm. Ừ, bởi ê cái này đánh giá cao đó. Bi sến nha. Bi sến. Có thể bây giờ là lúc Vân sắp ra được một cái kịch bản điện ảnh mới rồi đó em. Thấy ngồi nghe Vân đang chờ đợi mà gật gù ghê lắm. Thôi bây giờ tiếp tục câu chuyện khác nè. Tình huống tiếp theo. Ham vui quên ngày kỷ niệm. Cái này bị giận thì cái này đúng. Nhưng mà câu chuyện cụ thể là sao ạ? Của ai ạ? Chuyện của em ạ. Xin mời Vi. Thực ra thì em thấy là hồi nãy giờ câu chuyện chung của mấy bạn thì đều bắt nguồn từ cái việc không biết là tình cảm của bạn trai dành có nhiều cho mình hay không, nhưng mà đa phần bắt nguồn từ cái sự thiếu tinh tế, ý là cái cách xử lý của họ như thế nào. Nhưng mà còn bạn trai của em thì hồi lúc em quen mà đó thì kỷ niệm 6 tháng yêu nhau, đúng vào cái ngày đó thì bạn đó không nhắn một lời, cũng không chúc mừng, bởi vì bạn đó bận đi sinh nhật một người bạn rất là thân. Và nếu như mà bận như vậy thì rồi thì có thể nhắn là ồ hôm nay, có nghĩa là chúc mừng kỷ niệm 6 tháng yêu nhau, hôm nay bởi vì bận đi sinh nhật của bạn nên anh không thể nào mà dắt em đi chơi được. Thì ngày mai bù như thế nào kia, thì chắc chắn là con gái sẽ không bao giờ giận đâu. Là kỷ niệm 6 tháng thôi đúng không? Đúng rồi. Không không không, cái này mình phải hỏi kỹ. Thật ra là đó, quay lại cái câu chuyện nữa là cái gì, thật ra mình tự tạo thói quen cho nhau thôi. Nếu như không có cái chuyện kỷ niệm 1 tháng, không có cái chuyện kỷ niệm 2 tháng thì cái chuyện mà 6 tháng là chuyện bình thường. Nhưng mà tại vì tụi em đã tự tạo cho nhau một cái thói quen là cứ mỗi tháng phải chúc mừng, cho nên đâm ra là nó đâm ra là một cái chuyện khó khăn. Không anh, không phải là có
đâu có ai rảnh đâu mà tháng nào cũng chúc mừng anh. Ai cũng có công việc bận mà đúng không? À. Ừ, nếu như mà tháng nào cũng chúc mừng được thì quá là tuyệt vời. Không? Ghi à, nhưng có mà... điều muốn nói kìa. Nhưng mà... em nói em rảnh. Nhưng mà có nghĩa là trước khi mà... kiểu hai lúc mà trước khi mà quen á, quen khoảng 1-2 tháng thì cũng kiểu ngồi nói vui vui, à kỷ niệm nửa năm mình đi mình làm một cái hoạt động gì đó nó vui vui nha, là kỷ niệm hai đứa, kỷ niệm ngày đặc biệt của hai đứa. Xong cuối cùng không thấy nhắn tin một lời nào, không thấy hỏi thăm, hỏi sao mà con gái có thể chấp nhận được. Thế là bạn đó có nhớ cái ngày kỷ niệm không đây nè? Nhiều khi bạn đó không nhớ ngày kỷ niệm luôn. 5 tháng trước đó ta có nhớ không? Thành ra là nửa năm đó là coi như hoang mang. 5 tháng trước ta có nhớ không? Tại vì á, với cái tính cách của em á, một khi bà đã giao kèo như vậy rồi, tới ngày kỷ niệm đó em cũng sẽ là người im. Em im, em sẽ không nói bất kỳ điều gì hết. Tại vì đã giao kèo với nhau rồi, bản thân em nhớ. Nhưng mà em cũng cần cái sự chủ động từ người con trai. Chắc là người này người ta không có coi trọng ấy. Không phải đâu, tại vì Misa nghĩ là bạn trai đó có thể quên á. Có thể quên 6 tháng. Mà thí dụ như là Misa trong trường hợp của Vi là Misa sẽ nhắc từ tháng thứ 2, thứ 3, thứ 4, 5 là anh ơi tháng thứ 6 đi chơi nha, tháng 6 đi chơi nha, là nhắc như vậy cho nhớ. Tại vì bình thường là phải chuẩn bị. Tại vì cái ngày, thật ra đối với cá nhân của người đó theo tâm lý là cái ngày đó là ngày sinh nhật của bạn thân người ta trong suốt bao nhiêu năm tháng trước đó rồi. Thì khi nhắc tới cái ngày đó thì người ta sẽ sinh nhật bạn mình. Chứ không phải là cái kiểu là tháng thứ 2, thứ 3, 6 tháng quen nhau rồi. Đó thì nếu mà là một ngày á, sinh nhật luôn cho nên phải nhớ. Nếu mà là một ngày mà trong năm á, giống như là kỷ niệm yêu nhau đi, như ngày 20 tháng 1 đi, thì 20 mà người ta sẽ nhớ. Chứ mà còn kiểu là 20 tháng 7, tự nhiên anh có nhớ 20 tháng 7 là ngày gì không? Các bạn nam sẽ, 20 tháng 7 là ngày gì? kiểu vậy, các bạn trai có bị vậy không? Bình thường kỷ niệm em nghĩ kỷ niệm năm mà mới kỷ niệm lần. Chứ không phải tháng. Ví dụ như cái đã hứa, như nếu như là câu chuyện là đã hứa rồi thì chắc chắn là phải có sự chuẩn bị. Tại vì bây giờ bản thân thân anh em hỏi thử, khi mà đến cái ngày một năm đi, kỷ niệm một năm đi thì được gần đến cái ngày đó anh phải chuẩn bị chứ đúng không? Phải chuẩn bị quà cáp và phải suy nghĩ mua cái gì nữa. Em có nhớ hết những ngày kỷ niệm khi quen nhau không? Phải nốt lại. Nếu như mà em có bạn gái thì những ngày em phải nhớ là thứ nhất là sinh nhật của bạn gái em. Đúng rồi. Thứ hai là ngày kỷ niệm và thứ ba là sinh nhật của mẹ bạn gái em. Ba ngày đó em phải nhớ. Hay quá. Hay quá. Chịu nhớ ngày sinh nhật của mẹ bạn gái là đỉnh cao. Tại sao không nhớ sinh nhật của ba bạn gái? Thương mẹ hơn. Con gái là thương ba hơn nha. Con gái là thích thì cái đó là việc của em, cái đó là suy nghĩ của em, còn là suy nghĩ của người ta. Được rồi, được rồi. Im đó, im nữa giờ mà mở miệng. Thôi giả lắm chị ngồi đó. Em là không có im rồi. Thực ra đó như nó là do thói quen thôi. Giống như là nha, nếu như mình quen một người mà hả tự nhiên lâu mới đầu mà yêu nhau là coi như là cái gì cũng nhớ hết. Trời ơi, hôm nay là một tháng ngày đầu tiên mình nhắn tin với nhau nè. Trời ơi. Hôm nay là một tháng mình nắm tay nhau nè. Trời hôm ơi. Nay là một tháng mình hôn nhau nè. Rồi hôm nay một tháng mình quen nhau nè. Mà nếu mà cứ kỷ niệm cứ đó hoài thì làm sao mà nhớ hết được. Cũng được, không sao. Riêng đối với bản thân anh cũng được, không sao. Nhưng mà trong cái trường hợp này là em phải là người tinh tế chứ không phải là người bạn trai. Em biết cái cách nhớ hay nhất là gì không? Là thử một lần quên. Tại vì thí dụ như là sinh nhật bạn gái mình đi, thấy không? Mình thử quên một cái một thôi là đảm bảo tuần đó mày sống không an toàn đâu. Là tự nhiên là nhớ suốt đời luôn, đúng không? Là trong cái trường hợp này, nếu như mà là em có quá nhiều kỷ niệm mà là em muốn lưu giữ và muốn người bạn trai đó phải nhớ, là em chấp nhận với thất vọng dài dài thôi. Tại vì sao? Là cần thời gian để tiếp thu thông tin và cần thời gian để nhớ chứ, đúng không? Mà sau đó em giải quyết câu chuyện nó như thế nào? Có giận không? Tất nhiên là mặc dù em là người không có để bụng nhiều, nhưng em quyết định là sẽ kiểu tỏ thái độ ra, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Rồi thử là khoảng 2-3 ngày sau thì bạn đó chủ động là tới nhà của em để gặp em. Bây giờ thì là có nghĩa tới là mình phải thể hiện đó. Từ đó bạn đã nhớ. Tất nhiên là nhớ một người không có để bụng nhưng mà chỉ đem câu chuyện của mình kể trên truyền hình thôi. Không, bây giờ là đưa ra hết rồi đó anh. Trống rồi. Là thoải mái rồi đúng không? Trống rỗng rồi, thoải mái rồi. Rồi chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo nào. Quên sinh nhật bạn gái mới nói. Cái này là chương ba hồi cuối nè, cái này là hồi cuối luôn á. Không quên được rồi. Trâm, câu chuyện của em là như thế nào? Không phải câu chuyện của em đâu. Nói chung là nếu nó thú vị thì anh vẫn sẽ chấp nhận. Rất là thú vị, anh bảo chắc chắn phải tặng tim cho em. Em kể đây. Nói chung bước hôm qua đâu. Cái câu chuyện này là của bạn em á, là em đã chứng kiến thì em thấy là đây là một cái trường hợp là vô tâm thật sự. Là tại vì là hôm đấy là sinh nhật của bạn em. Thì là cả ngày hôm đấy thì bạn đó là không có nhắn tin gì cho bạn trai của mình hết. Là tại vì không thấy tin nhắn và cũng không muốn là
kiểu là anh ơi, hôm nay sinh nhật em, anh có biết không? Bạn nó không muốn như vậy thì thử xem là bạn này có nhớ hay không. Thì nguyên ngày hôm đó thì cái bạn trai của cái bạn bạn em á là đi chơi với bạn bè, sau đó là còn đi đá banh nữa, rồi tối về này nọ xong xuôi hết rồi, cái bạn trai đó thì mới nhắn tin cho cái bạn này hỏi là hôm nay có gì vui không, hôm nay có đi đâu chơi không. Thì bạn nữ này mới nói là anh không biết hôm nay là ngày gì hả. Ngày gì? Hôm nay là anh đi đá banh, thì hôm nay là cuối tuần thì anh đi đá banh với bạn bè vui lắm nè, hôm nay em có đi chơi không, tại vì hôm nay tụi mình không có kế hoạch đi chơi. Cái nó bạn em mới nói là hôm nay sinh nhật em mà anh không nhớ hả. Cái xong rồi bạn nam này mới cuống cuồng lên, mới xin lỗi này nọ để giải thích này kia. Thì mặc dù là có tha thứ hay không thì em không biết cái đoạn đó, nhưng mà em nghĩ là dù có xin lỗi hay không thì bạn này cũng đã rất là buồn. Tại vì có thể là ngày 8 tháng 3 hay là ngày gì đó mình có thể không tặng quà, mình có thể không nhớ, vì là những ngày đó dù sao cũng không quan trọng lắm. Được nhưng nhắc mà... rồi cho nên đâu quan trọng đâu. Được dạ. Facebook thì nhắc, đó được nhắc rồi. Dạ, nhưng mà cái ngày sinh nhật Facebook cũng nhắc mà anh. Mà cái ngày sinh nhật nó đáng nói hơn, em nói đi em. Thì đúng rồi, cái ngày sinh nhật đó là mà còn quên á thì là em cảm thấy là người này đáng trách. Và nếu như mà là em á thì là em sẽ unfriend Facebook, chặn vlog các kiểu đó. Bả làm nhiều lắm. Thôi. Nhưng mà người ta chỉ là vô tình thôi mà. Đúng rồi anh ơi, cái tối kỵ nhất là quên sinh nhật. Nhưng mà quen nhau bao nhiêu lâu rồi em? Hình như là một năm ấy. Cả một năm anh. Một năm lận mà. Sinh nhật. Trời ơi, một năm, nói tiếng một năm vậy thôi chứ trước đó có năm ngoái đâu có ăn sinh nhật của bạn ở đâu đúng không? Thì là không ăn, nhưng mà ý là năm đầu tiên thì phải ăn và nhớ chứ anh. Chẳng lẽ cả một năm nó không quan tâm bạn gái mình sinh ngày mấy luôn. Năm để thể hiện tình đợi. Kiểu như là cũng có trường hợp là mình cần phải nhắc với những người như Nhã là Nhã không có nhớ số nè, thì cái người bạn của Nhã tìm cách nhắc Nhã bằng cách là nhắc mỗi ngày như Mi Soạt là gần tới đó nhắc này, hoặc là tìm cách gài những cái password đó là ngày sinh nhật của bạn đó là Nhã muốn mở là Nhã phải để như vậy. Tức là tạo điều kiện cho mình nhớ cái ngày của người ta. Với những người mà hay quên như Nhã là phải tạo điều kiện để Nhã nhớ. Thì các trường hợp của em cũng có thể là bạn đó là người hay quên. Có bao giờ B-Max quên không? Không, never. Thấy chưa? Đâu có ai tại quên vì được. Nếu mà như em nói là mới quen nhau một năm thì đó là cái sinh nhật đầu tiên bên nhau đúng không? Đúng rồi. Thì đó là một cái nơi để cái người đàn ông ghi điểm. Ghi điểm, thật sự ghi điểm. Đôi khi là cái tâm trạng lúc đó là người ta muốn mất điểm luôn á. Thua rồi. Nhưng mà từ năm thứ năm trở đi hoặc là hơn nữa thì đó là tùy người đó như thế nào. Anh trai là không bao giờ quên sinh nhật của người yêu rồi đúng không? Không bao giờ có chuyện đó. Đâu, nếu mà nói không quên là xạo á. Thật sự sẽ có lúc mình quên. Hên xui lúc đó tự nhiên nhớ. Đúng rồi, kiểu như là tổ đãi á, kiểu vậy. Trong cái khiến mình phải nhớ chứ thực sự là không phải lúc nào mình cũng nhớ đâu. Không biết cách biết cách nương lẹo để quay trở lại mà người khác không nhận ra là mình quên. Cá nhân Bảo á là Bảo chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của người yêu. Bởi vì là Bảo không bao giờ đi làm nhưng mà sinh nhật của người yêu. Mà nếu như bắt buộc phải đi làm sao hoặc là những cái chương trình nào mà nó đã lên lịch sẵn rồi đó thì là người yêu sẽ luôn luôn đi cạnh Bảo trong ngày hôm đó. Cách như vậy là đỡ quên nhất. Thiệt là không bao giờ có thể quên hết trơn, nhưng mà luôn luôn là như vậy. Thậm chí là bây giờ thật ra Bảo rất là giỏi về con số, thậm chí sinh nhật bạn Bảo còn nhớ mà. Sinh nhật Nhã Bảo nhớ nè, Mi Soa Bảo nhớ nè, Linh thì nhớ tháng thôi chứ không nhớ ngày. Nhưng mà cũng mà nhớ tháng thôi má. Chưa có quà, sinh nhật mới qua 2 ngày rồi. Con sống qua lâu lắm đó, như vậy là vô tâm đó. Sinh nhật qua 2 ngày rồi mà vẫn chưa được nhận quà. Thôi bà khó quá, nhớ người yêu là đã khó rồi, còn nhớ bạn mà đến mức đó là chết. Trời tội mấy ông.